Quay ếch cả con luôn nha, một nửa con luôn á. Còn ếch không? Dành cho 5 đến 6 người ăn, 3, 4 người ăn cũng được. Nhưng mà món làm hôm nay làm nồi ếch rất là bự luôn á mọi người. Ếch này đều là ếch tươi hết, mà món phải tự ra chợ mua mua ếch tươi luôn. Xong rồi đó là mang mua về ai ăn thì mình sẽ nấu. Anh ấy đã ếch xào với măng thì đã chín, gần chín rồi, thì lát nữa mình sẽ nhúng vào lẩu ăn nha. Wow, cháy rồi, cháy nha, cháy nha. Nước lẩu này là anh chàng tự làm luôn. Bây giờ chị đặt ra thử thách, đó là hai đứa mày ăn mỗi người một bát cơm chan với nước canh này thì sẽ được ai thắng ai ăn trước sẽ được 100.000. Wow. Chơi không? Chơi, em chơi. 1 2 3. Vô. Đây là xong sau một cơn mưa. Đó, ngập hết. Đây chỉ mới là đường đi vào trong nhà thôi nha. Đó, còn đây là cái đường mà đi xuống nhà ngon này. Rồi. Nhà ai nói là nhà ngon không ảnh hưởng mà. Ngập rất là nhiều luôn. Đây là thậm chí là lúc nào có cống thì không biết rồi. Đây bên trái này đâu, bên phải này. Đây quay mấy chị đi trước kìa. À đúng rồi. Đó. Đây là đường vừa mới một cơn mưa to đấy cả nhà. Nó đã như vậy rồi, nếu mà mưa vài ngày thì chắc là Mon nghĩ là không chống chịu nổi nha. Quay nhà bà đây. Ngập tận sân này. Đây chậm chậm em. Đây là đường vào nhà Mon. Bố. Quay lại. Chỉ con đi quay phim thôi. Nó khá là nhiều đây. Bố bắt được nhiều chim. Bà cụ đã quét nhà này. Nó quét đường như ra ngoài. Bố bắt được nhiều chim cực. Mon ạ. Chim gì á? Chim én. Vâng. Đi chậm chậm thôi bé ơi, bắn chậm chậm em. Bác ngày xưa là trồng rau muống này, và bây giờ đã rau muống còn nổi lành bệnh hết lên kìa. Phía trên này nữa này, quá trời ngập luôn. Đông ý nhá. Qua chỗ cống này là cho nó sập hết. Ôi, nó lên này. Vãi cứt. Cái mồm. Ôi, chịu khó hay đâu mà chịu khó về nghệ thuật đấy. Mấy bạn đi trước kiểu dắt xe đi. Trèo lên xe đạp em. Đạp đi, đạp đi. Thiệt hại khá là nhiều. Ở Mon thì là không thiệt hại nhiều về tất cả tài sản, không thiệt hại về đồng lúa này. Đông quay cho mọi người xem cái đồng lúa này. Đây Mon dùng lúa xem nha. Đó đồng lúa này. Lập hết. Quay đi. Đó. Ngập lụt hết cả cánh đồng luôn rồi. Đây Mon sẽ ra cho mọi người xem chỗ ngập sâu nhất là như nào. Đó. Đây Mon đang đi lội nước cho mọi người xem là nước sâu như thế nào nhé. Nó rất là sâu luôn. Đi chậm chậm thôi nhé, bé nó đang ấy giờ về. Đây. Gần đến đầu gối Mon luôn này. Đó. Đó. Ngập cái xe em vẽ luôn. Rất là sâu luôn. Vậy nên nhiều người nói Mon là không bị ảnh hưởng đến nước lụt à. Đây mình có một trận mưa thôi đấy này. Nhìn cu đông này nó cao hơn Mon. Đông đi ra chỗ sao sâu nhất chị Mon xem này. Đây. Đi ra chỗ sao sâu giữa kia kìa. Đấy, gần đến đầu gối luôn cả nhà. Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ao lê là nóc vỡ. Đây là mấy chú đang đi bắt chim về này. À, đi chậm chậm thôi. Ao lê là nóc vỡ. Thấy.
đông bà lại ai lấy hình? Ai lấy? Thế? Ai lấy mà? Thôi bây giờ mình đi về quán nha, tại vì hôm nay Mon cũng có mấy khách đặt quán đấy. Đây là hôm nay bố Mon đi bẫy chim én này, được mấy con đông? 6 con. 6 con chim én, chưa được một đĩa. Được rồi. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Mon Vlog nha. Hôm qua thì Mon có chia sẻ với mọi người một cái đoạn clip là ở trong nhà mình, ở quê mình là kiểu trời mưa to ấy mọi người, trời sắp chuẩn bị giao mùa rồi, mưa rất là to, ngập lụt hết luôn. Đó, ngày hôm qua, ngày hôm nay thì đây, đường nó đã tạnh, khô ráo hết rồi mọi người ạ. Đó, nhưng mà hôm nay là Mon muốn ăn một món gì đó gọi là nó ấm ấm đi, cho nó ấm bụng ha. Nhưng mà ở quán Mon cũng có. Và món này thì trước giờ thì toàn khách ăn thôi, Mon chưa ăn bao giờ cả. Thì hôm nay Mon sẽ test thử cái món này nha. Đó là món lẩu ếch nha. Là hôm qua trời mưa như thế thì Mon cũng định ăn rồi, nhưng mà hôm qua là do quán của Mon full hết khách luôn, vậy nên Mon cũng chưa được ăn. Thì hôm nay Mon sẽ order cái món lẩu ếch đó để mà ngồi ăn thử xem như thế nào nha. Thì với khách vào, khách cũng có khen ngon, nhưng mà Mon chưa thử thì Mon sẽ tự đích thân Mon thử nha. Đi vào bếp thôi. Và đây là công đoạn mà anh đang chuẩn bị xào thịt ếch nha. Ếch này đều là ếch tươi hết, Mon phải tự ra chợ mua ếch tươi luôn, xong rồi đó là mang mua về ai ăn thì mình sẽ nấu. Và những cái con ếch này là trước khi Mon mua là người ta đã chế biến sẵn hết cho Mon rồi, Mon chỉ việc là mua về là nấu thôi. Thường thường thì Mon bán một nồi lẩu ếch như này thì sẽ phân ra nha. Phân ra là ví dụ kiểu là đi đông người thì mình sẽ làm nồi to, còn đi ít người thì mình sẽ làm nồi bé thôi. Đây là hôm nay Mon ăn thì Mon có nhờ anh làm cho Mon một phần to luôn để quay phim. Anh chẳng bật ga ra to thì hình như sắp hết ga rồi anh ạ. Wow, và đây là cái phần ếch mà anh ấy đã ếch xào với măng thì đã chín, gần chín rồi, thì lát nữa Mon sẽ nhúng vào lẩu ăn nha. Còn bạn nào mà muốn ăn kiểu mà giòn hơn á thì sẽ ăn ếch chiên nha. Còn đây là Mon nói anh là làm cho Mon kiểu không vàng, đừng có làm vàng quá, làm trắng trắng. Tại vì Mon không thích ăn ếch chiên lắm. Thơm quá. Còn đây là nước lẩu. Nước lẩu, lẩu Thái anh ha. Nước lẩu này là anh chàng tự làm luôn. Ở trong này gồm có mẻ này, với có cái gì, cà chua, cái gì đó anh mình cũng không biết. Có những cái gì anh chàng? Tại vì Mon không ăn chuối xanh với ông ba chỉ nên Mon nói anh là không bỏ vào nữa nha. Cái này là nước lẩu của Mon thôi, đơn giản thôi. Wow, cháy rồi, cháy nhà, cháy nhà. Cháy rồi, cháy nhà, cháy nhà. Thế mà vẫn không cháy được, giỏi thật đấy. Wow, trong lúc chờ đợi lẩu của mình sôi thì mình ăn me nhé cả nhà, mời mọi người. Me này á, nó cũng gần già rồi, vì nó có sơ rồi.
Bây giờ á, cũng rất là ít người, ít nhà trồng được cây me đó. Hồi trước nhà Mon cũng có một cây to, nhà bác Mon, bây giờ chặt hết rồi. Đây em chuyển nhá. Mình gọi ga là anh nhái hết ga, anh đầu bếp bằng nấu cơm. Dầu muốn sắp sôi đấy. Mình chưa hết, trong lúc chờ đợi là Mon xin phép là sẽ đổ rượu ra nha. Đây. Đông. Vẫn là nó. Cái loại rượu mà đang nổi đình nổi đám khoảng thời gian này đó là rượu nếp đục. Trước khi uống thì mình đã lắc đều lên rồi nha. Ôi, thơm mùi nếp nha. Đấy, mình sẽ đổ ra một nửa đã nhé. Coi giữ đổ này cho nó đẹp đúng không nhỉ? Dạ. Chu chu chu. Tục 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 tục. Rượu này thì hôm bữa là Mon có lấy một lô về mấy can cơ, bán gần hết đấy mọi người ạ. Nên bạn nào mà muốn mua rượu, uống rượu nếp đục Tây Bắc thì alo Mon nhé. Số điện thoại của Mon là 0869839458 nha mọi người. Cả nhà ai muốn uống thì Mon có thể ship về tận trong Nam, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam là Mon ship tất nha. Đóng chống bọc chống sốc đàng hoàng, ship vô, nhận hàng, kiểm tra hàng. Bật vô. Rồi động. Đây, Mon sẽ phép là Mon uống một ly rượu trước nhé. Ngon lắm. Đây đó, đang chuẩn bị sôi rồi này. Hôm nay là Mon nói là hôm nay Mon rất là đang diet, đang giảm cân. Vậy nên hôm nay Mon chỉ ăn mỗi rau là rau thôi nha. Nhưng mà hôm nay Mon muốn ăn thử cái món lẩu ếch của bếp nhà mình nấu. Vậy nên đã nhờ anh bếp anh nấu cho một nồi. Đây đông em. Ngồi đấy ăn luôn chị Mon luôn. Mon đây toàn rau là rau thì Mon xin phép là Mon sẽ thả một ít nấm vào đã nha. Tại vì Mon thích ăn nấm lắm. Nên Mon sẽ thả nhiều nấm vào. Wow, thơm quá, cái mùi nước lẩu rất là thơm nha. Đây, phải đợi trong lúc đợi nó sôi. Cái món này là món Mon bảo là anh ơi xào cho em một đĩa rau cải, bắp cải, bắp cải xào đi. Bắp cải xào cà chua, Mon sẽ ăn thử món trước vậy. Mời cả nhà. Đông thử em. Tại lâu rồi mình không được ăn món bắp cải xào. Bây giờ thời tiết nó cũng chuẩn xong mùa đông rồi em ạ cả nhà. Vậy nên ngồi ăn nồi lẩu thì ngon nhức nách. Đông em tự gắp nha, ngồi qua bên này. Ngon quá. Món rau yêu thích của Mon thì Mon ăn được nhiều lắm. Hôm nay để xem Mon có ăn hết chỗ rau này không nha. Wow, nồi lẩu của Mon đã sôi rồi. Để ra dưới này nha. Mon xin phép Mon thả ếch vào nha.
Hôm nay là phần ếch này, là phần ếch dành cho 5 đến 6 người ăn. 3 4 người ăn cũng được. Nhưng mà Mon làm hôm nay là làm nồi ếch rất là bự luôn á mọi người. Đây, bà cả ra bà ăn thì ăn nha. Ngồi đây đang ăn ếch mà nghe ếch kêu. Đấy, để nắp lại đợi một chút xíu nữa thôi là ok rồi. Wow, xôi rồi. Ăn thôi. Nói với không, hôm nay là Mon nói là Mon sẽ ăn rau. Ăn thật nhiều rau. Mời cả nhà nhé. Đó, gắp ăn miếng ếch này. Ết đồ rồi. Đây. Uầy, ếch cả con luôn nha, một nửa con luôn á. Mời cả nhà nhé. Nóng. Wow. Thịt ếch nó ngọt. Ếch ngọt thịt ấy. Mà nó kiểu hơi dai dai nhưng mà ngon nhỉ. Ăn ếch này lại nhớ đến cái hôm bữa ở Trùng Khánh đi ăn lẩu ếch đó. Đông ăn đi Đông, Đông bé, em tự gắp đi. Em trai nhà mình thì ngại. Wow. Ngon. Sôi này rất là nóng luôn mọi người. Đông rồi dịch vào ăn luôn, không sao đâu. Để anh Đông căn góc là được. Nấm đùi gà. Ngon quá. Đây mình xin phép là mình lấy cho em, của em mình con ếch nha. Nào Đông em, cái bát đây chị Mon. Cẩn thận cái bát nhé. Lấy cái bát anh Đông, anh cho chị Mon nữa. Đây, không vớt ra để cho mọi người lát nó nguội, ăn nó dễ. Ăn mau ăn chồng lớn. Này Đông ơi. Đây, lát nữa bạn Đông em ăn, ăn thì tự múc nhá Đông anh. Còn nhiều lắm, ngon cũng không ăn thịt nào bạn hết được đâu. Mình phép mình thử món nước lẩu thêm nha. Tại vì ếch thì ngon rồi. Cái này thì Mon cũng chưa ăn nhưng mà khách vào thì khách đi ra ai cũng khen ngon. Lát nữa muộn muộn là có khách đặt 2 mâm. Nước lẩu này có vị hơi chua chua của mẻ. Cũng giống y hơi hơi giống lẩu Thái nha. Ngon. Được.
Lần đầu tiên thử món lẩu ếch của nhà mình luôn. Ngon không Đông? Kiểu này không giảm cân được rồi cả nhà. Không hiểu sao ếch của nó thì có lại ngọt như vậy nha. Mà mặc dù là ếch này là ếch nuôi rồi nhỉ, bây giờ thì không có ếch tự nhiên đâu, nhưng thịt của nó rất là dai đâu nhỉ. Rau của món chín rồi, tém ăn rau, đạo rau. Rau, rau cải này hợp hợp với lẩu ghê luôn á. Bình thường thì nhà món là có rau cải thảo này, có rau muống này, rồi vào mùa đông thì sẽ có rau cần, cải xong nữa nha. Đến mùa đông thì những cái rau này thì nhà món không cần phải mua, tại vì mẹ nhà món trồng nhiều lắm. Đông ăn rau thử không? Rau ngon lắm, thật, món không đùa. Cái này thì đáng lẽ là cắt nhưng mà thôi, mon dùng tay luôn chứ chất. Mon rất là dễ nuôi luôn cả nhà. Và nên bạn nào nuôi mon cho mon ăn một ngày 3 bữa rau mon cũng ăn được. Hôm nào phải mở ra một cuộc thi đúng ạ. Đó là thi ăn rau. Em thấy ok không? Ok. Em sẽ thấy cái chạy đầu tiên. Đông thi á? Nào Đông đưa bát đây chị nào. Đưa bát đây. Mình sẽ lấy cho em mình nữa nha. Ngon không? Có. Ăn dãi không? Có. Ngon mà. Em trai mình thì sức ăn của nó rất là khỏe luôn. Mỗi bữa cơm ăn được 3-4 bát cơm. Ăn đi. Mon thả nốt ếch này vào nhá. Mình sẽ phép là mình sẽ đổ nốt ếch này vào. Cái món lẩu này không có nước luôn, toàn nhân là nhân. Vì làm rất là nhiều luôn đấy mọi người. Full topping. Anh Trang ăn đi anh Trang. Mùa đông này bắt đầu mùa đông là rau cải mèo rất là nhiều. Ngon quá. Chụp cái nhanh sạc máu hẳn rồi. Vô. Vô đông, vô. Mày đến hái đi. Hả hắn nữa. Hái nữa. Rượu cũng dễ uống hơn, dễ uống. Dễ uống thì dễ uống, nhưng say lúc nào không biết đâu đấy. Cho em xin cái ly với ạ.
Hôm qua là mon đông khách quá, mon uống nỗi mà say bất tỉnh nhân sự. Đông, cho chị mượn cái ly này. Cô đông nhà mình thì đủ 18 rồi, mới đủ 18 tuổi, vậy nên mà dám cho em uống rượu. Ăn đi anh. Hôm nay anh thử ra ếch nè. Ăn đi. Cũng ngon mà. Cái này là vào mùa đông thì ngồi ăn lẩu này thì ngon hết biết thật. Nóng quá. Chả em bác này em lấy nào. Anh bếp thì mình thì ngại ngùng. Không hiểu sao từ khi anh làm bếp nhà mình kiểu e thẹn như gái mới về nhà chồng ấy. Ngon anh ạ. Ngon. Ăn đi đâu. Mình cũng còn đang mải mê ăn rau quá. Nóng quá. Phía xa kia là mon phải bật cái quạt, chứ không nóng lắm không chịu được. Rau vẫn là chân ái. Vô anh. Vô không? Còn hắn nữa. Ngon nhức nách. Mon nghĩ là chắc là ý mon không ăn được hết rồi. Mọi người ăn đi mọi người. Mon nói là hôm nay mon chủ yếu ăn rau thôi. Vậy nên bưng nguyên một mâm rau luôn. Ếch. Này đông bé. Này ăn đậu này. Này. Ăn rau không? Ăn đi, ăn rau cho lớn. Anh Trang. Anh ăn. Đây. Đây. Đầy bát. Đông em đâu? Đông anh đâu? Bác của Đông Anh đâu? Chắc là rớt mất miếng ếch ở Đông Anh.
Đây đây. Ôi, nhà mình là 4 người ăn. Vừa đủ anh ạ. Cái này là dành cho 3-4 người anh. Nồi nhỏ, nồi to anh chàng. Nồi ếch này. Nồi to. Đông, đông. Đưa bát lại, đưa bát đây. Ếch. Cho em ngày nào anh lỡ em quên được. Ngon, được. Mai làm nồi với anh nhá. Ăn kiểu mà ăn lẩu này, ăn đông đông người nó mới vui. Chứ ăn một hai người không vui thế nào cả. Yo, uống miếng rượu nhở. Yo. Yo. Wow, ngon quá. Bốn anh em ăn mai nó cũng khác hết người rồi. Đông nấm thì bỏ nấm vào. Rồi mình tắt lửa đi nhỉ. Vô. Vô các bạn ơi, vô vô. Vô hào hành ơi. No. Và món dưa chua xào tóc mỡ. Món thích uống rượu, uống bia, uống ăn món này, này ngon cực. Gọi mà đi nhở cả nhà ơi. 1, 2, 3, vô. Đông năm. Ngon chưa? Ngon không Đông? Nhiều ngon. Bây giờ chị đặt ra thử thách cho hai đứa. Chị hai đứa ăn no chưa? Em hơi no. Bây giờ chị đặt ra thử thách. Đó là hai đứa mày ăn mỗi người một bát cơm chan với ấy, chan với nước canh này. Thì sẽ được ai thắng ai ăn trước sẽ được 100.000. Wow. Chơi không? Chơi, em chơi. No chưa? Nhưng mà no chưa? Ăn được nữa không đã? Chưa, tự nhiên có động lực rồi vậy. Đừng thông thở dài, lắc lắc. Đây, 100.000 tiền tươi tóc thật. Chị để đây nhá. Vâng. Để đây, nhá. Đây, mình sẽ để đây nha. Bạn nào thắng thì mình sẽ đưa cho nha.
Đông bé làm được không em? Em có ạ. Còn hai bạn này đắp bùa đông. Gì? Anh cảm thấy làm được không? Được. Cỡ em ăn chắc 10 thằng. Vô luôn. Ok, đếm nha. Trang canh vô. Chị Mon đếm nha. Canh nha. Chấp luôn, anh không cần che luôn. Ăn cơm xong á? Ăn cơm không á? Em ăn cơm với lại dưa chua tóc mỡ. Thế thì đông anh, đông em thắng rồi. Chấp đồn cho nước luôn. Nào, từ từ. Được chưa? Ok chưa? Từ từ bỏ cơm xuống nè. Một, hai, ba. Vô. Đông Anh làm ba, làm ba muỗng. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên đâu. Nhanh lên, em sắp thắng rồi, nhanh lên. Đông Anh sắp thắng rồi ấy. Máy tuốt, máy tuốt, nhanh lên. Lên chế độ máy tuốt. Cố lên. Ai nốt chứ? Đông thấy sao? Mắc nghẹn quá. Bảo là chăm canh vô rồi không xong nghe. Quá kinh thường cái đủ. Kinh thường cái đủ bà cái kết. Đây và bây giờ phần thưởng 100 ngàn thuộc về Đông em. Hỏi hỏi cảm giác của Đông Anh bây giờ thấy thế nào? Đông? Đông Anh đâu? Thầy phú lắm. Đông trong nhà hai đứa định làm gì? Đông định làm gì? Em á? Vâng. Em để. Để chỉ mon để dành nhá. Thôi, bây giờ chào tạm biệt khán giả đi nhá. Ok chị. Cả nhà ơi, hôm nay là Mon thử trải nghiệm cái món lẩu ếch mà bếp nhà mình nấu. Thì khách ra khách vào cũng khen ngon. Thì hôm nay Mon thử ăn xem cái món lẩu này thì Mon thấy rất là hợp khẩu vị luôn. Đó, đây có hợp khẩu vị hay không, ngon hay không, cả nhà nhìn cái phần chất lượng nồi lẩu đã biết đó. Ăn gần hết rồi. Đó, video của Mon xin phép được tạm dừng tại đây nha cả nhà. Nếu mà cả nhà muốn đến quán Mon ăn thử những cái món ở quán Mon á thì hãy đến số nhà 33 tổ 5 phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái nha. Bạn nào muốn đặt rượu này, ví dụ đằng sau Mon đây có cả rượu cốm này và rượu nếp đục, rượu táo mèo, còn có cả rượu Ngô Ba Tử nữa. Nếu mà bạn nào muốn đặt rượu thì hãy liên hệ qua Mon với số phone là 0869839458. Alo nhắc máy để được đặt rượu nha mọi người. Video của Mon sẽ phép được tạm dừng tại đây nha. Nếu như cả nhà yêu thương Mon thì hãy cho Mon một cái like, một cái đăng ký và một cái chia sẻ, và nhớ ủng hộ cho Mon trong quãng thời gian là Mon đi nha. Bye bye, hẹn gặp người ở video tiếp theo. Cả nhà ơi, 2, 3.